Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, gần 14.000 thí sinh trên toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại đang là giai đoạn ôn tập nước rút giúp các em hoàn thiện hành trang kiến thức. Đây là buổi ôn tập trực tiếp cuối cùng của học sinh khối 12, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân huyện Kim Động. Từ tuần sau, các em sẽ tự học ở nhà thay vì tới trường. Bên cạnh kiến thức, còn là những tâm sự chia sẻ của thầy cô giúp học sinh có thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Tuần sau là bắt đầu là nghỉ để các em tự học rồi. Do vậy cái quan trọng nhất là chúng tôi hướng dẫn các em cách tự học. Các em sẽ phải vạch ra một cái thời gian biểu thế nào cho hợp lý nhất. Trong một ngày, thời gian nào dành để học các môn, cũng như là việc trong mỗi một môn thì lại phân bổ thời gian như nào cho hợp lý cho các phần kiến thức. Trong khi đó, tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, các lớp ôn tập trực tiếp sẽ kéo dài đến đầu tháng 7. Xác định 2 tuần trước khi diễn ra kỳ thi là thời gian vàng để học sinh hệ thống tổng hợp lại kiến thức, nhưng cũng là giai đoạn học sinh dễ căng thẳng, áp lực tâm lý. Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã chủ động thực hiện các biện pháp giảm tải. Tùy theo tổ hợp mà các con có thể lựa chọn, có thể học 2 tiết đầu hoặc là 2 tiết cuối để các con có cái thay đổi không khí giữa can môn này với môn kia, cũng không nhồi nhét kiến thức để các con trước kỳ thi để gây áp lực tâm lý, ôn lại những kiến thức cơ bản cốt lõi cho các con chứ cũng không nâng cao và cũng không mở rộng. Thời gian ôn tập không còn nhiều, đây là lúc mỗi học sinh cần hoàn thiện kiến thức và kỹ năng làm bài, làm chủ kiến thức để khai thác, sử dụng trong các tình huống khác nhau của đề kiểm tra, đề thi, khai thác và vận dụng kiến thức đã học theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thời điểm này thì em cảm thấy là cái cường độ ôn tập của chúng em rất là lớn. Về mặt kiến thức là không còn gì nhiều, mà chủ yếu là chúng em là luyện những cái kỹ năng cần thiết và bù đắp lại những cái kiến thức còn đang bị thiếu, bị hỏng trong cái quá trình trước đây học làm đề một cách thật sự nghiêm túc và tạo bấm ra đồng hồ thời gian để tạo ra áp lực như thi thật. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác ôn tập bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình trung học phổ thông. Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường trung học phổ thông đã kết thúc việc ôn tập tại trường để triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 9.